Sky qua đi đã để lại quá nhiều sự mất mát đối với người dân các tỉnh miền Trung. Còn gì đau đớn hơn khi phải tận mắt chứng kiến người thân ruột thịt của mình phải bỏ mạng vì sự càn quét của mưa bão. Mới đây, tiếng gào thét kêu cứu đầy ám ảnh, xen lẫn sự tuyệt vọng của người dân xã Hải Lệ, tỉnh Quảng Trị khiến ai nấy cũng phải nghẹn lòng. Vừa dọc nhà bên sông Thạch Hán đã cướp đi sinh mạng của một người cha vẫn lo lắng cho sự an nguy của con, trong khi thân mình đang bị đống đổ nát đè lên người. Vào trưa ngày 17 tháng 10, tiếng khóc ai oán vẫn vang lên trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây, chính quyền địa phương, người thân đang chuẩn bị khâm liệm mai táng cho ông Võ Lợi, 45 tuổi, trú thôn Như Lệ. Nạn nhân trong vụ sạt lỡ bờ sông khiến ba ngôi nhà và hai hàng quán sập xuống sông Thạch Hãng. Trước đó vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm 16 tháng 10 tại bờ sông Thạch Hãn, đoạn nằm bên con đường Nguyễn Hoàng nối từ quốc lộ 1 phía nam cầu Thạch Hãn lên đập chấm xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều nhà dân bị đổ sập. Anh Lê Văn Phú trú thôn Như Lệ cho biết, thời điểm trên khi chuẩn bị đi ngủ thì nghe những tiếng ầm ầm bên bờ sông. Khu vực xảy ra vụ việc có 3 hộ dân gồm ông Phạm Bá Trung, Hồ Xuân Thủy và ông Võ Lợi sinh sống. Ông Phú kể lại, Tôi cùng vợ chồng ông Thủy phát hiện bờ sông bị sạt, hốt hoảng chạy qua các nhà hàng xóm kêu họ bỏ chạy. Tuy nhiên sau tiếng đổ âm, ngôi nhà của ông Lợi cùng cháu thờ 12 tuổi, con ông Lợi bị đổ sập ra bờ sông. Trong cơn hiểm nguy, đất đá đổ xuống ầm ầm giữa đêm khuya, mọi người chuẩn bị đến ứng cứu, ông Võ Lợi dùng tay đẩy đứa con trai 12 tuổi ra xa với giọng hoảng loạn. Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi, chạy đi gọi người đến cứu. Tuy nhiên, sau khi cháu thờ được mọi người hỗ trợ dìu lên đường, một bờ tường lớn đổ sập vùi lấp người đàn ông võ lợi trong đóng đổ nát. Ông Ngô Thanh Quỳnh sinh năm 1966, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, nhà đối diện bờ sông Thạch Thản, bàn hoàng kể thêm. Cháu Thắng cho anh Lợi trèo lên kêu các chú ơi, ba cháu mắc kẹt dưới rồi. Tôi chuẩn bị xuống thì nghe thêm tiếng sắt nữa nên phải rút lui. Cũng theo chia sẻ của anh Phú, hoàn cảnh của gia đình ông Lợi khá khó khăn. Ông là bác sĩ thú y, hai vợ chồng có hai người con nhưng đã ly hôn nhiều năm. Ông một mình làm lậm nuôi con ăn học. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện đến hiện trường, phối hợp cùng với chính quyền người dân địa phương tiến hành tìm kiếm. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 17 tháng 10, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể ông Võ Lợi và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ sạt lở có thể do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua từ ảnh hưởng của bão số 5. Đau thương mất mát chồng chất, những đôi mắt đỏ hoe khóc ngất của gia đình người bị nạn khi phải chứng kiến cảnh người thân ra đi trong tuyệt vọng thiệt hại mà các cơn bão để lại vô cùng thảm khốc lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang nỗ lực hàng giờ để di dời và giải cứu người dân gặp nạn